Kinh Hoa Nghiêm nói Thập địa Bồ Tát Địa địa bất ly niệm Phật Câu Kinh Giang này phải nhớ kỹ Quý vị nói pháp môn niệm Phật này Không sánh bằng các pháp môn khác vì sau thập địa Bồ Tát Từ sơ địa đến thập địa Trước khi họ đăng địa pháp môn Mà họ học khác nhau Thật sự là 8 dạng bốn ngàn pháp môn Sau khi đăng địa rồi Tất cả đều tu một pháp môn Chính là pháp môn niệm Phật hơn nữa, đều là niệm A-di-đà Phật. Trong Kim Hoa Hòa Yên, Điều làm sao biết được niệm A-di-đà Phật? Bồ-Tát Giang Tát Tát Thụ Phổ Hiền Hướng dẫn Hóa qua tạng hải hội 41 vị Pháp thân đại sĩ Giáng sanh tịnh độ Hướng định A-di-đà Phật mà học tập Chính là sự việc này vậy ]这个活动多么壮观. Hoạt động này hoành tráng biết bao à Tôi giảng qua mấy lần rồi Đức Phật Thì Lô Giá Na nhìn thấy không có tức giận Không có cấm cả à, Nhìn thấy sanh tâm quan, à, quan hệ. Những vị Bồ Tát trong qua tạng hải hội Đều là đệ tử của Phật Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát Giang thù phổ hiền toàn đều dẫn họ đi hết Dẫn họ đến thế giới cực lạc Phật Tỳ Lô Giá Na Không dẫn không có mảy may tật độ chướng ngại sanh tâm quan hỷ gặp phật a di đà tụ vì sao vậy vì trong thế giới qua tạng tu hành thời gian dài đến thế giới cực lạ tu hành Thời gian này được rút ngắn rất nhiều Rất nhanh sẽ thành tựu Như vậy có gì là không tốt Phật Phật đều niệm Tất cả đều thành Phật Trước đây chúng ta đã đọc qua rồi Mỗi một Đức Phật trong tâm thường nghĩ Đều hy vọng chúng sanh nhanh chóng thành Phật Vì sao vậy? Sớm một ngày thành Phật thì Ít đi một ngày chịu tội không muốn nhìn thấy chúng sanh Chịu khổ chịu nạn nữa Đây là tâm Phật Đây là bản hiền Bản hiền của nhân sanh Đều là hy vọng tất cả chúng sanh Có thể nhanh chóng chứng đắc Rốt ráo viên mạng cho nên chư phật như lai hợp tác mật thiết với phật a di đà mười phương thế giới chư phật như lai đệ tử của họ chỉ cần đăng địa Tu hành đạt đến địa vị Từ sơ trụ trở lên Sự đăng địa này là biệt giáo Không phải là duyên giáo Nếu là duyên giáo thì là sơ trụ Biệt giáo sơ địa Bồ Tát Thoát ly thập pháp giới Họ chứng đắc nhất chân pháp giới Chính là quái thật báo Đến quái thật báo rồi Đều là tu pháp Của phổ hiền đại sĩ chúng ta học bộ kinh này phẩm thứ hai hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức bồ Tát không tu pháp phổ hiền thì không thể viên mãn thành phật đạo cho nên địa thượng bồ Tát đều là tu pháp môn phổ hiền bồ Tát phổ hiền thập đại nguyện dương quy về cực lạc Điểm này chúng ta không thể không biết Chúng ta ngày nay vừa mở đầu liền tu Pháp của Phổ Hiền Đại Sĩ Pháp nào vậy? Kinh Vô Lượng Thọ chính là Pháp của Phổ Hiền Đại Sĩ Bớt được biết bao là gì? Trực tiếp vững vàng nhanh chóng dễ dàng đại sư thiện đạo nói rất hay dạng người tu dạng người đi một người cũng không sót